ប្រតិបត្តិការណាចឹងរយៈពេលប្រហែល40ថ្ងៃតាគេបានហាយបនគោគេដាក់ធ្វើស្រែអត់ធ្វើដំណើររហូត
ta nan chong ta nan chong cứ preh chi nak chong chúng chắc cứ preh chi nak chong chân chắc cứ tiếp Israel chắc là cứ preh ban ni mà tu chân cứ Israel tha trong pra tha nha mà tơ pela preh tu ao nung mà na chắc là trong pra ban chi pra tha mun ru mun mẹ ru da sa ta a ha cái cứ mun ru mun ko ru da sa crop tiếng preh ban tu ba preh da chân đi preh ta ok mà bài chắc cứ trong pra tha ở dưới bị chăng là cứ tiếp Israel đã có thua đồng nào được về 40 năm tập viên họ thang tập sống một group đi còn lại còn chẳng may gặp cứ bẹt cùng chỉ mùi cứ bẹt đong lòi cứ bàn tay cứ nâng tay tay rồi đứng bẹt tay tay một stop chất nở vài đẹp bẹt và đỏ lòi ok chẳng cứ tay to vàng tay cái bạch hang chẳng cứ bê đắp bẹt nhau chẳng cứ mô xê ạ than lương tu tìm bộ bẹt xoa bẹt ở tổ hòi chẳng cứ cờ dư đọc này mà cứ dương tao chưa chạy thật lắm dương tao thay dương luôn là đọc ngay ở vầy đi mùi để dương tao cả lắm cứ bệnh thì sử dụng chẳng cả là dương miên bệnh sử dụng có bỏ dương khơi cứ bỏ quay tổng quan là lương khai đây đảo quay mơ khơi dương này đảo quay đại phục rồi lùi chẳng là bỏ tổng lúc cứ bệnh trông chế bất tha muôn dương hàng mà xong mà trông bệnh trông đáng khai không chặt dương tất cả bỏ tổng lúc này chẳng lẽ đáy cứ bỏ rộng khơi khai cứ chỉ sát bảo tình thì cứ chỉ là đáy mần xua bệnh đại cung lên thang xu thế đáy kê cứ bỏ rộng con ta đại dương có khí cứ chưa tới lớp bệnh đại cung lên thang xu cứ chỉ bệnh sử dụng chẳng bệnh trông cứ chỉ bệnh bất bất thoát cứ sờ lại dương bất bất thoát bất trung mình đại thiên chặt chém bị bỏng hòn thì chân bất trung ngừng cốt con nào vậy là dương ra khe tim mũi cái dương tốt đặc biệt thì tim mũi hơi mình mà nè tốt đặc biệt bẹt tim mũi mình dương mình khó mình khó và thừa cả nghĩa thế cứ bẹt mình tôi thấy nhẹ đại nè ở thừa cả thì lúc con chỉ ở đại há chân bẹt mình tôi thấy ao dương tốt trung thì tim mũi hơi dương sao mà cốt trung phần thừa cả thì trung nó hơi bỏng lúc một dương phần đa mình mẹ mình thấy dương không phần không phần cả khác sẽ chiêm lực được thọ trong rồi chắc phải tâm niệm tu thân niệm đại không pru khang sa chiêm thì luôn cho ban tại khang sa chiêm bằng cái niệm đại không pru khang và lực nhiên nên cho ban khang và lực nhiên này chân dương có kia ta dương cho ban khang sa chiêm có ban khang và lực nhiên chân dương lại sa chiêm mình bỏ còn thế khang đấy có chỉ cần lại sa này bỏ đào xong rồi bỏ dương thế còn chân cứ ở dương có kia ta đại kho mà bán để sử dụng mình chân cứ à ha cứ này cũng ở pru tại ha thôi dương có kia sang máu nơi chúng cụt rồi rồi ở cùng là presupply chắc dùng mơ một tiệt không phải cầm bì dùng hàng chắc là những cứ về là phải sụp một ốp cứ phải sụp riêng cứ tuôn bao nhiêu tuôn hai bữa ấy phải tuôn những sai chiêu là điều này bắt tay vào tôi bị tuôn ăn sai là o sợi dây sắt xăm riêng này chắc bị tuôn ăn sai là o tôi chưa cần tuôn nói về đây sau đây xa đây mà to với chắc sụp phải sụp ta bao hào cái này chắc chỉ mơ phải sụp cho thằng mày chắc dùng một người một nghĩa chắc cứ phải tuôn những tuôn phải bây giờ ba hai hai tuôn yêu một con thì dương mưu đặc biệt yêu hán chung phúc bốn kho trà mùi đặc biệt yêu hán chung phúc bốn kho trà mùi khi đang khơi xong thì làm chung phúc yêu hán chung phúc bốn kho trà mùi nơi thì lúc có miết ẩm đông giam cộng với chân ép bây xu trong bác phẩm lăng đào yếm mở có công nơi không ẩm đông lúc vậy lúc có hai chiếc ngay trong hà rồi Amen chắc là như vậy đó chắc về đại phê xuống mình dương một đoàn lại chất một đầu mặt một đầu nè đại cái lại mọi một đầu đại phê cứ tới sở đó sọc xa mà lý chắc là về đúng nhớ cứ phê trung cứ nên tôi thấy phê trung có cầm nàng trung có dương tới cua nên mọi đầu và tay là phê lúc cứ nên sở trái xa xa mà lý nhạc một đầu tật chắc cứ phê bật luôn phê trung mình xa lên là oi sở trái đâu chắc là dương bị tật luôn cứ chỉ là cơ thẳng xuống chắc xa ra sở trái đâu chúng tôi trung như vậy, bây giờ trung như vậy, score bây giờ là tôi trung chấm, cứ bây giờ trung là sai một lần đó, sọc được hào rồi, chấm, u sai mấy, u sai có bàn mở, chắc có bàn mở thì một người một điểm, thì một kho sàng mũi, kho sàng mũi, không vì không là vì nổ, u sai tu tu trung thang, lục rù, anh chơi bị sàng, kho sàng bí, tại trung miên bằng tu thang, khi ông miên à ha, xong rồi từ tu tiền hào gì cứ chia hai đại đại học nghĩa mình score chắc là như thế cứ pre như mình một bó cứ pre tổng bao cầm lang này thế tập tác và tổng bị trung văn sang là ngõ hói chân ta trung văn cầm lang này cứ pre chỉ đẹp thôi chân đây chưa phụ dương đây thưa cam mà pre chân pre đây chưa mà tới tam khai chân nhưng bị thay một lần nghĩa chút khai nè nhưng mà tổng hà bị nghĩa thì ngoài sóc nữa rồi hốt đó là nghĩa phải sang đó không phải mình ta nên là chúng ta cầm lang chưa cứ chỉ pre bên đây dương heo dương sông bị bẹp bên đây dương sậy thì dương sông bị bẹp cứ bẹp ao dương bất bằng con chân cứ à ha đại phải tung ao nước cứ chia bảy cứ đại dương có khi lúc dương một người được khó sàng bảy
ប្រហែលទៅនៃព្រះអញ្ចឹងបានយើងមិនមើលឃើញទៅដល់ដានីយ៉ែលដល់ដានីយ៉ែលបានសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនត្រូវសាយមកទៅអាមែនអញ្ចឹងបានយើងអត់គឺដានីយ៉ែលអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់បានសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនត្រូវសាយមកទៅអាមែនអញ្ចឹងបានយើងអត់គឺដានីយ៉ែលអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់បានសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនត្រូវសាយមកទៅអាមែនអញ្ចឹងបានយើងអត់គឺដានីយ
chẳng là những cứ nó bên cứ sắp đặt để bảo vệ sao lòng Babylon các bạn vay trong Babylon đó các bạn chặt giờ là cái lúc ưng miên đằng nhé là mất kẹt bỏ con không dài chân trong sắp đặt trong máng chung nón tới cứ nón thành đi nha đi Babylon còn của nó phía chân lại nè chân mà tôi mà tiếp nữa trong lúc có miên đằng nhé chân cứ sắp đặt là bằng quốc ở kia ao ở hàng tầm vay đó to nên còn liếu hay là nó cứ miên đàn nhé thôi nên mình kẹt ở quất bay nhẹ tiệt là vì nó cứ chia hai là cái đạo áo cứ chia hai là sai phải ở đâu kẹt chẳng nhưng mà hết xa thì bắt tay đàn nhé có bàn tăng chặt thun ấy quất xong rồi chặt tha quất mình prơm áo sai móc đó sai đại học sai rước chia sai tập đẹp và chung thì chẳng là quất thua bàn không chẳng có bàn quất thua bàn không quất thua bàn cái đấy quất miên kẹt quất chưa chặt lưng kẹt quất lại thang được kẹt chúng ta đã thang được phía hỏi con mình dây từ lưng cụ này đã cực lưng từ lưng hiện đại cầm lưng hiện đại mà cực lưng từ lưng lưng cụ con đấy trong một đó được bên lưng nhóc cứ bên đây con đã press với cao chặt này hiện đại cực lưng nhóc cứ không bị bàn dây thang cứ thua ở kia cứ bình chặt sờ lành cứ nhịn sờ sờ đọt đây này nó chấm được bên nó cứ hiện đại này hàng lời lưng các cực lưng đọt đàn nhé các bạn thấy quạt thay khoai quạt mạch thon đá nè sạch nha là cái o chấm cái sạch xa là mày chấm ở cuộc đời này o o thông thoát đấy là mày thực cảm công việc và tại đây nhé còn mấy con sông tai nhằm tai bằng lá sọc tai bằng nọ rồi như là sạch o nó cứ sạch sạch lại vài o chấm cứ qua bằng nhám này rồi đó cũng o sai mò rồi chấm hay qua bằng thang được bây chấm cứ bây được chọn đọt cọt chấm gì đó chấm bây đây sông đó để cầm lưới này cầm lưới nó cứ mình bỏ mình cứ bị bạc mình đền và tại đàn nhé có sông mấy còn sông xa là bò bọc thằng này dần nè chẳng dùng mưa được khó là khó đọc bồn khó đọc bồn là khó đọc rám khó đọc bồn là khó đọc rám mùi mưa khó đọc bồn là khó đọc rám mùi rồi chứ này lô có sạc tàm kê nông đồng nào lô có ôm lơ kê mơ ô đọc ngày đọc rám lúc đó thọt đọc ngày từ từ lúc một kê bạc sóc chiên hai kê có miền sách lo chiên phụ cầm lo đài bôi phục a hà ra bó sạch từ tìm bọc ra mối đôi chân nét nét đồng rút có dớt a hà nâng xa tâm phê bài chú đài xâm rạp hai có thập chảnh hai kê thập chảnh tứ hai ban ai tai bằng lại đó kỳ bình amen cho nên mưu cả những bó chào ta như người ta là thơ ca chắc là những trong răng cứ pre ai phô bàn thì còn chắc là sai quạt cọp phải được pre quạt chưa chưa được pre quạt nhắm tai bẩn lại đây bẩn tai kê nó nhắm sạch hấp sàn bẩn tai mày đó cứ pre nó đọc pre là đọc ngày đây chắc là bỏ ngày đây ngày tôi cờ nó cứ mình hiện sầm lại thế bẩn tai ba như thế à lấy sầm lại sạch o cái đọc ngày dần ba đây chắc đọc ngày hết trăm pre thì mới ta đại nhóm đại nhắm đại bẩn lại thôi nhẹ đại nhắm sạch sạch phải hấp sàn nó ta là na đấy nè là thoát chiêm nè là sọt à chiêm chân là pê luôn mày đó chân là pê đọc thay đọc thay mới mày đó chân là pê bàn như thay mà có bị đọc thay mới cứ mấy nhẹ đem bùn nhẹ rồi mình phải đài nhẹ hay là mình phải bỏ qua mày đó cứ miên mục bàn mục sọt chiêm hao còn miên sạch là o chiêm phụ đài đài nè nhằm sạch là đài bồn phụ xa đồng tài chân là như thế đài xa đài cứ quát bàn như thay quát tang nè có sầm lách trong chất thay cứ mình áo sai móc đòi sai tay à hà thì chẳng là những cái dương có khía dương tập đặt trong chợ bao dương một nè dương có khía như là cao thái đặt bề hỏi chẳng có bao dương có khía cứ sai móc đòi pro tay à hà lời chẳng dương có khía ra tay tốt bề chỉ tìm mũi cướp bài hà thì ngon bề nên đòi sai sập đập chỉ vẫn bao dương nâng cướp phê bị liệt ngon có bao dương hơi khai có bao dương rồi chậm chậm tua không nâng cả lạng sạn này cái đói bề trung mình đang dương chạm chánh chậm bị dương thì cứ bề trung tay tay cung này dùng dương trong tay tay đọc sai sản phẩm dương thì có khí phòng đài trong những khí khai thể chữ chép cầm áo dương có khí cứ sai mò đòi sản tại hàng không biết đôi chi tiện tơ này trong dương ở ngoài trong tại dương là chữ bề hào tiện tơ ở ngoài đặt bề hàm thuật cứ chia hàng trong đặt bề hàm thuật cứ cầm áo dương thay cho phần vật kiện trong cứ dương có khí đôi chi tiện tơ mới sai chứ cứ không một pi cái bán thì vậy trong dùng mười một khí không phải cầm pi khi một thể trong phút mũi tốt sai thì mũi đây là vi sinh tế sai thì mũi
chapter 5 verse 8ចឹងហើយនេះគឺបានប្រាប់យើងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងមិនមែនព្រះឲ្យយើងឲ្យយើងផឹកស្រាទេគឺដើម្បីជាបានជំនួយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមអញ្ជើញព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពោះ5ខ23កុំឲ្យផឹកកុំឲ្យផឹកទឹកតែប៉ុណ្ណោះត្រូវឲ្យផឹកស្រាទាំងពេលដែលជួបបន្តិចផងដោយព្រោះក្រពះអ្នកនឹងរោគដែលអ្នកមានជារឿយរឿយមែនចឹងហើយនេះកូនច្រឡំថាព្រះសួរយើងថាស្អាតមិនមែនទេគឺជាអសត់ធួជាឆ្នាំដើម្បីជាបាក់កាពះតែប៉ុណ្ណោះយល់ទេប៉ុន្តែសួរយើងរាល់ថ្ងៃយល់ទេតែថាប់នោះតើដោយសារកំនឹងកាពះឬដោយសារការសបាយមិនមែនជំងឺកាពះទេគឺដោយសារការសបាយតែប៉ុណ្ណោះចឹងយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាខកំពីនេះមិនមែនប្រាថ្នាឲ្យយើងអស់គ្នាគឺដើម្បីផឹកស្រាការសបាយប៉ុណ្ណោះទេចឹងគឺចាំប្រាថ្នាធ្វើជាអសត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺចឹងបែរនេះគឺថាឯងធីម៉ូថេគាត់មានជំងឺក្រពះចឹងក៏បានប្រាំថាទៅរកពោលក៏បានប្រាំឲ្យបានថាកុំឲ្យផឹកតែមានតែទឹកប៉ុណ្ណោះត្រូវមានស្រាប្រាក់អាចុបន្តិចជឿបន្តិចផងបន្តិចគឺផឹកដើម្បីឯងព្យាបាលជំងឺក្រពះរបស់គាត់ហើយរោគដែលគាត់មានជារឿយៗនេះគឺមានចឹងស្រាគឺព្រះគង់កាលរបស់គាត់គឺសតានោះគឺយើងអាចប្រាប់ថាបានចាំគឺយើងអាចបរិភពបានយើងអាចខកបានប៉ុន្តែគឺដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងរបស់គ្នាត្រូវដឹងថាមិនមែនសម្រាប់យើងរបស់គ្នាផឹកសប្បាយនៅតាមភូមិនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗគឺមិនមែនទេអញ្ចឹងគឺព្រះព្រះមិនមែនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដូច្នោះទេអញ្ចឹងព្រះទ្រង់សពថាតែមិនឲ្យយើងពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញអញ្ចឹងបើស្រាប់យើងផឹកស្រាតាមព្រះគុណរបស់យើងព្រះគុណរបស់យើងព្រះគុណទេអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយគ្នាព្រះគម្ពីរអេសូវចឹងហើយនេះគឺព្រះទ្រង់ប្រាប់ហើយក្រោយហ្នឹងក៏ព្រះវិញ្ញាណតែគឺបកស្រាយថាថាបានតើឲ្យសម្បត្តិនេះឲ្យថាតិចតិចមែនថាបានតើប៉ុន្តែថាតិចតិចឲ្យសម្បត្តិទៅប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យចឹងទេគឺដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះចឹងដូចមានអ្នកដែលពោះធំមានដែលឆ្លងទន្លេហ្នឹងចឹងគាត់ហ្នឹងគាត់អាចមានដើម្បីឲ្យស្អាតគាត់នេះរឹងគាត់អាចញ៉ាំប៉ុន្តែបើយើងមានជំងឺយើងអាចថានៅព្រះជួយបានដូចនេះគឺមួយរយក្រោយគឺព្រះជួយបានគណព្រះចឹងយើងមើលមួយគ្នាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ18ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ18កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើចិត្តឡើយចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអាមែនចឹងគឺព្រះបានប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងស្រវឹងស្រាយល់ចឹងបន្តិចក៏ស្វាងដែរយល់ទេចឹងទៀតតើស្រាដូចជាអ្នកបានមិនចេះសោះយល់ទេអ្នកមិនចេះសោះដាក់តែមិនចាំស្វាងអត់ស្វាងអត់មិនចេះតោះស្វាងហើយដៃមិនចេះយល់ចឹងបែរនេះគឺព្រះបានប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យស្វាងស្រានាំឲ្យព្រឺចិត្តកាលណាស្វាងហើយមើលទៅគេដូចស្មោចឆ្នាំចឹងគឺពេលដែលស្វាងហើយគឺមិនអារិយស្រាចុះពេលអារិយថាចុះខ្លាចអីនរណាកុំខ្លាចដែរចឹងយើងមើលទៅតាមភូមិតាមស្រុកខ្មែរទីខ្មែររបស់យើងជាស្ដាយយើងមើលឃើញតែដងព្រះដែលមានកម្មវិធីមានឈប់សម្រាប់មួយមួយចាំទៅតាមស្រុកវិញអត់ហត់ស្វឹងនេះគឺដល់ពេលមកសង្កេតមកពុកម្ដាយមិនអាចទៅលេខស្គាល់គឺចង់ទៅនៅពេលនោះគាត់មិនមែនខ្លួនគាត់ទេគឺជាអរិយចូលហើយចាំគឺព្រះទ្រង់គឺថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាននាំឲ្យប្រជាចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញចឹងគឺឲ្យយើងបងនេះបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញចឹងយើងបងនេះមិនអត់កុំឲ្យយើងថាព្រោះឯវាមិនមែនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេវាបំផ្លាញយើងទេវាបំផ្លាញយើងបំផ្លាញគឺមែនបំផ្លាញសត្វឈាមមិនរីទេគឺបំផ្លាញដល់ពលិមវិញ្ញាណរបស់យើងទៀតបំផ្លាញអញ្ចឹងយើងមើលមួយគ្នាចាប់ពីវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងមើលពីវិធីសាស្ត្រចាប់ពីវិធីសាស្ត្រជំពូក31ខ6ព្រះគម្ពីរសាស្ត្រជំពូក31ខ6ជិនជាចំជាជិនថាសិតាជំពូក31ខ6ជិនជាសិតាលើជានេះឃើញសូមយើងមើលមកគ្នា1 2 3ព្រះគម្ពីរសាស្ត្រជំពូក31ខ6ចូលឲ្យគ្រឿងសង្វឹងដល់អ្នកណាដែលនឹងនិយាយទៅហ
cao xa nó phê bài chú đo nét đai miên chất chú là vị bệnh mẹ chắc nhưng mà xa nó áo phô đơn ác nét đai hiếp nó vị nia nhớ lắm chắc mình mang chỉ dương tụi bác nia thôi dương tụi bác nia thì nét đai hiếp nó vị nia thôi dương tụi bác nia chỉ câu nó phê dương đăng thang dương chứ nó phê dương đăng chạy thang dương mình trai vị nia chỉ bất bác khóc mùi rơi chạy rơi đôi chứ nét dương tụi bác nia mình trai tới bị xa ở quái đây cứ đa bác đặt phô trai vị nia thôi chắc những học viên thì người ta đã dỡ bài tập này cứ đặt trong chất bao nhiêu học viên mình men thì họ thật tinh tinh đúng cứ như thật tinh tinh mình ở sài gòn mình men cứ ta là mấy chiếc bao chùm người ta còn nó hao đây còn lại đây mấy công ở sài gòn ra là bao nhiêu chất chỗ những bên như bèn nhiệt mà sống bên chắc người ta thấy tôi sắp bị dưng nhang ra bèn cô như bây giờ đó bèn mùi rồi bèn cô như bây giờ chắc những học viên thì đồng thanh ra nó cứ sầm rạp thế nào cứ sầm rạp đây nhẹ đây một trái đi hít nâng tay bị nhiệt tay còn nó chắc những học viên cứ mình mang tiền để đại tăng được tiền thì đôi chân này cứ để dương tài nó bong hàng óc dương mình trời phá biệt thì dương mình trời sai sự ra thì dương mình trời thất thì chân cứ dương ở khi trời để chi chân âm bị cả ở đây giảm bớt được rồi rồi cái này dương tạm tới tới cả đẹp cho cả đẹp cho nó tới chân tới chân dương ở khi trời để mình trời để chi chân dương trời thua ở ấy đã phải trốn cứ sọc hà tây ở ấy đã phải trốn cứ ăn nhà ao dương vừa chân dương mơ một tiền nơi bệnh công ty phát hiện sạch đá chung phúc mà phải bấy kho đọc ra bút đọc kho sàng ràng chân là những thương hiện đá nhằm sàng ràng chân thì tương sàng nó chia à hà mua dùm đọc dưỡng này chân có bao dưỡng bọc nía nói xa hà thôi dưỡng bọc nía mà sàng ngọn rồi dưỡng ra thì chi chân nở quay lại thôi dưỡng bọc nía cứ sàng ngọn cái nhà thương xong đây là chưa các bí sĩ sắp chung cuộc mặc phải bay con mặc phải bay 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 mọi người sáng bên bên chú trong cả đời miền phố của hồng cứ trong cả đời luôn phục vụ nơi trong cao hai hô cho từ đời xuân đời xa xí bắt đầu trong một phần nâng chắc đôi chữ của mình hai phần đôi chữ của hàng mà hồng xa xa xí rạch ai nâng mang khơi xe ở đây hai chân ai nâng phố sẽ đánh khôi ở trong đời xa xa xuân ai nâng mang đôi chữ mà đúng đẹp đi nơi gần đá xa mất đưa đôi chim bồ đề đi nơi nơi trong trong cái đảo sa 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 anh đang ban thả kê ban vì anh tại anh mình ban chỉ sợ kê ban sủng phong anh tại anh mình ban đứng tì ta anh được nhận làm vinh đo cả nà lo anh được tự lo phật tì amen chắc là những cái bàn tay như ta là nà cái đó là bạc chật nhận tài nên làm gì nên làm cái đó là bạc chật nên làm cái đó tục rùi cả tục rùi ta là nà cái đó biến mà cả có thể gì ta nên làm tới đại thầu thai ta nên làm tới đại trâu được buộc bắt hai ta nên làm tới đại biên này cả hộp chắc căn nên nhẹ đai mình học nhẹ đai học sài chắc cứ chưa mất cột thua ở trong ánh soi mò được đấy chắc như là dương gì là chưa pre chắc như bán chưa pre hào dương bán cái pre chất hào dương bán cái tu bon cho một tập đồng bay liên sạ vừa bảo dương rồi cứ là bán sạ thôi dương bán cứ bán pre bán sạ nhưng mà sạ chân của mọi khuôn mà dùng ở kia bàn sang mong để xa tay đọc bỏ tiền bằng lời cứ tôi chỉ mất hẹn được bốn luôn luôn dàng ngạc rồi dương tay tay chi chân rồi cho mặt hai anh ốc viên bây giờ viên cho khuôn dương viên là thuộc bảo dương viên là một phái dương ta bây giờ khớt hàng đọc bỏ năng viên là một phái dương rồi ta dương nó không răng dương với đặt không khuôn dương kia đó chân dương tay tay chi chân dương tay tay dương chân công ao dương ổn lúc tôi đặt không khuôn dương chân dương đọc kia dương có kia mình chọn những tốt bằng bán thế dương đọc kia và có kia chọn bán sẽ đầy sốc xa người cổ bê và liền được ngồi cứ dương mình chọn những tốt rui mình chọn những càng tốt tên kia ôi ai nè trời được buông xanh xanh nhà bay đầu chân cứ đợt xa tên nhẹ đáy mình sẽ bảo một cái nhẹ đáy cứ nhẹ đáy mà cứ đợt đáy vừa ở khuôn xa ngó nở ở quay đẹp bệnh rung mình sọc là tì đôi chân này là những cái bàn tạp ha công áo dân mơ khơi ha viên mà miên bỏ bụng miên bỏ bụng cũng cứ mất chắc là những cái bàn tạp dân ha nở khó xa mũi cơ mà công áo mơ xa tầm bèo bà chú nồng ca đai miên bò khó khôn cứ nồng ca đai
Prut bỏ bút nơi trong kèo nhớ đấy chân cứ ngó bao giờ mưa áo đại hồ trong một lần chân trong một thót mạch viên chắc đó chỉ cua thôi mày nhớ đừng ói tới cua hạ đầu màng trong những cua hạ đầu màng cứ sợ hà đã bơi bỏ đi chân nên hát xa nữa cứ nói như cứ phải đọc print hết đôi chỉ cua hạ đầu màng chân tao với cua hạ đầu màng khăn bàn nào tới nhớ đấy chân như ngó kia còn bao giờ ta dương cái đống thỏng đá thỏng đá mấy cái mấy bằng tác các phong ra đi thang cầm áo mơ cũng ca đặt cục cụ mấy prút và bụng xa đặt miên bò của hôm nay trong kèm prút mà và bụng lại không thôi chẳng biết trong cái áo bây giờ tại cho tới bây giờ nhàn tới chẳng biết học đôi chị bố chắc chắc đôi chị bố ôi đôi chị bố hát đồng nàng chẳng nên thôi như mấy xô lao hiểu lấy chẳng như có khi tới thang chi chen bị cà thật đi chẳng cứ bằng bạc bên trong bác thang nhận lại thôi như mấy học như là khó xa sạch bốn bằng bạc bên tháng ơ ai nhận bán đôi chị một lúc đại đế nơi còn đàn sập mọc được đấy chúng ta đến đâu mà đó ăn miếng con tao thế đâu tao nè thế cứ tao thôi chẳng dừng hoặc đi mà không cứ dừng hoặc đi thay thế chị chân không muốn gì mà đêm cho lớn trong đòn đầu nhưng đêm cho trong đòn đầu mày thấy cái đầu như cái đầu này không đòn tú à đòn tú mình đàn sập mọc á chẳng mày thấy cứ bị bài thôi chứ cứ không biết được đâu không biết là quay về chỗ nào hay là kho sam sam của ba thôi ai nhận hàng kê ban việt hàng tại anh bán chứ sao cái bán sản phẩm này tại anh mình đặt tiền chẳng có vật của con hiểu đấy các anh khóc sản phẩm nào ấy cứ là đẹp cho nó chẳng có cho thôi hiểu đấy chẳng được đi là chi chân thôi các bạn nhìn thấy mấy anh nhận là mình đò cả ná anh nhận từ lập thực hiện hiểu đấy chẳng cứ nhận đại phẩm mặt chẳng dương tổ khí mình từ nên giờ trời tối giờ tập vui thành phẩm mặt nhưng mình là phẩm mặt nhưng phải tích bạc họ thì chẳng dương tổ khí dương tôi giờ phải bằng tôi cứ đặt chân vào giờ hai tay bên trong ao vậy ao dịch đây sọc sang một dương quả kia chắc cầm ao quả này cứ sai mó đò dương quả này rồi cứ dương tay tay chi chanh vì quả này dương tay tay chi chanh bên trong nó ao dịch đây sọc sang một dương quả kia chân cứ bên trong sờ lạnh dương sờ lạnh mấy bên là dương một sọc ống cổ bên là dương ăn thua vài nhục không chân cứ ra tay ta đặt tương dương bên tay ta làm lợn dương hiểu đấy làm lợn mấy ta mới bên bằng tôi làm vào dương quả kia dương đầm bên là dương bạn hỏi dương lên tâm tác tiếp trong cái cuộc dương một đó sàng được đấy bây giờ mình sắp chặt ra nguồn mình tịch chẳng có bè trung mình cướp bị thiết sang bà sao ấy bè sư kri trung sổ lại dương xong bây giờ bà chung trung mình sẽ không bà trung lại bóng sổ lại dương rồi ta dương cô này công phân tay thua được tạm tay sự đầy bóng là thằng bọc sạch chim sự đầy chọc bọc cứ chứ sự đầy bóng là thằng bọc đấy cứ chỉ càng ở bà giáo nhưng chẳng vì mình biết bà giáo là bà sạch dương tên chẳng bắt đầu mình xuất hạ công áo dương của khía thua áo bệnh nhiên mà xuất để trông bán đai cho nằm dương nói và trông bụi bà tây đòi xa dương của khía lâu đối chứ này dương của khía công áo bệnh nhiên trông bán bụi bà tây đòi xa dương của khía đối chứ này áo dương của khía trời ta sẽ đọc một quả trông công áo khí dương xa môn đòi bỏ vài người lâu cứ dương trời ta sẽ đọc một quả trông không bán ăn thang xong bà bệnh trông đặt đai dương bà bệnh trông khai đồng bằng dương mình mê nhưng không bán kết bí bệnh hẹo bệnh đề tôi thì dương tay cần liệt na cả đầu dương nên đi kim na cả đầu lẽ cả ba tin người ngân chẳng cả đầu còn dương đó kia mình ai lẽ pi bật hẹn ở bên ban đây chân không cướp bên đi từng ngõ cướp bên bên đi từng ngõ bên trong tốt mơ khơi bên trong tăng hai dương người tin nè dương cầm phong thua vay dương cầm phong tài cất ở vay chân cứ bên trong triệt cướp tất cả tiền ngõ cứ bên trong tăng cướp ở vay bên tiền ngõ chân dương quả kia thương mạnh dương ta lên dương phải bằng tu đặt chậm vào dương hao dương không răng đa ra tàng phải bằng tu trồng đa bòi vậy đa bấy xích đây sắp sang lên lông cây đi hao cứ thay trong cao dương bàn tay là cờ thang xu giảm bất cọt mùi rơi vậy rơi cứ chỉ dừng lại đấy sắp ta đến nơi ọc cỏ chỉ nịch ọc cô nó bây xử kri chân mùi tiên cho mùi mời cho mùi kia chân dương mùi tiên tương ê tàu chân cái xa cái xa ấy đòi xa tại ả hà chân mấy con có sắp chất lũ ấy kê lũ ổng nát chỉ sức bóng cho bóng cứ lũ tại ổng bóng xa ấy đòi xa tại ả hà chân dùng mơ thì không bè cầm bì bè cầm bì hay bớ chung cụ đọc bì khó đọc bà mùi chân là những cái bàn phà bì chân mơ chân cái bao nhiêu đọc nế bàn xa mô đòi xa tại ả hà lời đời rồi bây giờ theo dương khí liên lạc đồ chìa xa chân chúng mình đòi sang tại quan liên khá nè màu bì bìa màu bì mèo màu bì mèo gray chứ theo khá chúng nó cứ sạc lại thôi bằng bàn nhám sạc thôi chắc một cái dương tự làm sao phải hạ thảo gì mà nhớ đấy còn được biết chắc nhiều người một khi em phải làm bì hay bơ cho cuộc đời bì khó đọc là mùi
khơi như anh nói mùi tì bấy Phải cầm bì hình ớ chứ phúc đọc bì không đọc cầm mùi Cái miên bì không phần một lúc mưa lực ngá Đối chia ấy tàn Đại lúc cho bắp bòn cho bòn Cho bọc luôn Còn bác ở bàn tay Mùi còn bọc Hàm mẹ Chẳng mình ạ Cứ ở dưng bọc hình Ở dưng mơ tới lượng ấy xa Chẳng dưng dưng mơ tới con này Chẳng dưng mơ một tiếng không phải không bì lộ các bạn Rất cầm phí lô các bác, chung phúc một phây phám, kho một phây phám bún, nó kho sang bầy. Rất cầm phí lô các bác, chung phúc một phây phám, kho một phây phám bún, nó kho sang bầy. Chẳng lẽ nên cứ bàn trạm mình cho bàn thang Cứ không ấy, công áo dương của phim Cứ xa ngon đó xa tay à hàng Chẳng cứ dương, bây dương của bàn hàng Dạ xong mình bàn bàn Cứ bàn hào dương, bây dương thế Cứ bàn hào dương, bây dương ta ca Cứ bàn hào dương, chẳng lẽ là xong hàng Cứ dương bán hàng, bà lợi nhiên Cứ chị à hàng, một bị thang xô Chẳng lẽ áo dương bán phê xu kri Cứ dương bán phê xu kri Chẳng cứ dương của phim, công áo dương xa ngon Đã cố tay à hàng Chẳng cứ lấy những cứ trong Cô bạn luộc sức chị bò chân Chẳng cứ gọi những cứ bạn không phải công phí Hay bờ mấy bạn phạm hay mấy Cứ đi ai xa chị mà lúc đường đấy Cứ phạm hay thật cứ chị mà lúc đấy Cũng phạm chị mà lúc đấy mình tự lực mực Chẳng đại quát mình luộc ẩm nát chị sức bò Tự ai chắc là những cứ bạn phạm hay mặt Chắc là những cứ bạn cài miên nè, cũng phạm nè Tự lực mực đối chị ai xa Nhớ lấy, đối chị ai xa đại luộc Bác bóng 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 lưu nó sống quá ôi bán à ha Tài mùi múc bằng nọc đài Hiểu lấy Chẳng mấy ôi bán à ha tấn sống đài có hóm Tài mùi múc bằng nọc Cứ quân Cứ bre bán 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 thang cài miên nhẹ nàng Công phát Rứ một lúc mình Tờ mực Đối chị đại sản Chẳng cứ Công áo dương bác nếm Công áo quân tài hán Vô dương bác nếm Bán sài mòn Dương trai tay Chi chanh bí cục thêm Càng rộp thêm hòm Cô nó bre Chẳng mấy tiếp dương bằng mươi mươi nếm Ông phép ông bì rốn, chung phúc đọc 4 khó đọc ràm Phép ông bì rốn, chung phúc đọc 4 khó đọc ràm ប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយស្រឡាញ់ទេ
cứ mình bé đó sợ đấy rồi lại tê chẳng cứ dùng ở kia trai tay dương trai tay cầm áo cua đài hà thôi ấy cứ sai mò đỏ bọc ổn cứ đưa đài đài nơi chung bánh khuôn là bọc dương rồi pro à hà cứ chia được bọc đài bốc rồi lùi cho nó từ trên đấy cầm áo dương ở kia cứ ban sai mò đỏ xa tay à hà chẳng mơ mình tiếp tại tên là dương mô hình khổ chẳng dùng mơ bẹp công phí còn là thóc sai tìm mối cuộc đọc các công ty cần làm thoát sai thì mua tụt đó kho một cây cầm mũi là kho một cây cầm bầy khởi như mình một nghĩa các công ty cần làm thoát sai thì mua tụt đó kho một cây cầm mũi bắt hai đấy nâng cầm quạt nâng hai đấy sắp tay chặt thầy cầm bí tái ba nhà tài mình chưa kia là chủ nhà tơ sáng cao nhạo trong tận đài nút trời bồi bồi lúc mục đài nặng nơi mục nhẹ chậm ất trang xua ở bảy ngày đau dưa đau phải nhẹ chậm thầy cầm bí con tái ba nhà tài pha nhẹ hàng mục lúc kia ai pha đầu để nói nút công áo bồi lúc nào đau dưa đau nhẹ ចឹងហើយខ្ញុំសន្ទោសបងចឹងគឺខត្រឹមខ27ខេ3ទីខទេខព្រមចឹងហើយខ្ញុំគឺបានប្រាប់នេះថាចឹងពេលដែលគេអ្នកគេអត់ជឿគេអញ្ជួលយើងទៅផ្ទះគេចឹងពេលគេដាក់មកយើងញ៉ាំចឹងយើងមិនបាច់ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់យើងថាគឺយើងញ៉ាំយើងពិសាចុះគឺយើងពិសាណាបើគេបើយើងបើគេអញ្ជួលយើងទៅពិសាហើយគេដាក់ណាហើយអ្នកចង់ចង់ទៅដែរនោះត្រូវបរិភពគ្រប់មុខដែលគេដាក់នៅមុខចុះអត់ចាំសួរអ្វីឡើយចាំបានដល់យល់ដល់បញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែបើបើអ្នកណាប្រាប់អ្នកថាម៉េចមុខនោះជារបស់ថ្វាយរបស់ព្រះហើយកុំឲ្យបរិភពឡើយដល់យល់ដល់បញ្ញាចិត្តអ្នកដែរប្រាប់អញ្ចឹងឡើយខ្ញុំប្រាប់ថាអាហារអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាសម្រាប់តែអាហារនៅទីផ្សារក៏ដោយក៏មានអាហារខ្លះក៏មានគេយកទៅសាយថ្វាយដែរដូចតែដើមចេកអញ្ចឹងមូលនៅខាងនៅខាងតំបន់ដែលភ្នំភ្នំអញ្ចឹងគឺសបោមែនតើវាសាយថ្វាយអញ្ចឹងហើយសាយថ្វាយហើយបងយើងមិនលក់វិញយើងរត់ទៅសាយថ្វាយវិញយើងនៅទឹកមកទៅមកអានោះសាយថ្វាយនេះវាបីតែរឿងបោកឬក៏វាទៅរឿងរបស់គេប៉ុន្តែហើយសំខាន់យើងអ្នកដែលជឿព្រះហើយគឺតែមកទីញោមបរិពោអញ្ចឹងឡានហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់នេះថាប្រាប់បើសិនគេដាក់មកយើងញ៉ាំបើសិនបើយើងសង្ស័យដាច់ខាតកុំញ៉ាំមកសោះយល់ទេបើយើងសង្ស័យឬបើគេប្រាប់ដាច់ខាតកាន់តើមិនញ៉ាំប៉ុន្តែមានព្រះវិញ្ញាណខ្លះគេនិយាយថាអ្វីដែលព្រះសម្អាតហើយក៏ឲ្យនិយាយថាមិនស្អាតយល់ទេអញ្ចឹងគឺព្រះមានបន្ទូលមិនមែនរបស់ដែលថ្វាយដល់ព្រះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្វាយដល់ព្រះហើយគឺព្រះអត់ឲ្យយើងញ៉ាំទេអញ្ចឹងនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងជៀសវាងអ្វីគឺទីមួយនោះគឺអ្វីដែលថ្វាយដល់ព្រះអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្វាយដល់ព្រះហើយគឺព្រះមិនជំនិតតាមមិនឲ្យយើងបរិភោគទេគឺយើងត្រូវតែជៀសចេញពីការទាំងនោះជឿត្រូវតែជិះចឹងគឺមិនឲ្យយើងបរិភោគតែខាងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបានយើងទូបានសេចក្តីសុខសាន្តមកអំពីព្រះបើសិនបើយើងមិនធ្វើទេគឺយើងមិនអត់យើងនឹងជួបទុក្ខលំបាកនឹងជួបសេចក្តីភិតជំនាញអញ្ចឹងបើយើងគឺយកការថាទៀតទៅការដែលបរិភោគតែខាងអញ្ចឹងបើយើងសង្ស័យគឺយើងលើអ្វីសបីបន្តិចក៏ដោយមានចិត្តសង្ស័យថាអានឹងបោះឯសែនម្ដងកុំបរិភោគឲ្យសិនអញ្ចឹងគឺបងកុំបើគេប្រាទៀតគឺយើងដាច់ខាតកុំឲ្យបរិភោគរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងព្រះទ្រង់គឺបានយើងជាអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះមិនមែនជាកូនរបស់អរិយទេអញ្ចឹងយើងរបស់គ្នាមានរឿងអីទៅញ៉ាំតដាលរបស់មិនដូចជាស្អែករបស់របស់អរិយហើយយល់ទេអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចញ៉ាំបានទេអញ្ចឹងមកតែយើងជឿជាក់អញ្ចឹងទីបន្ទាប់នេះលោកគ្រូគាត់និយាយថាអញ្ចឹងឡើយយើងទៅមួយទៀតក៏ទីបន្ទាប់ខ្ញុំគាត់និយាយថាបរិយនៅខេត្តកំពង់ធំតែខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងមានឡុងលីដែលគាត់ជឿមានគាត់ប្រាប់អបអរអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំចេកតែគេស្អែកហើយប៉ុន្តែចេកនោះជាពីក្រៅគឺផ្លែពេលគេយកចែកគេមិនចែកមួយម្នាក់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ញ៉ាំនោះចែកតែគេឲ្យគាត់នោះខាងក្រៅគឺស្អាតទេស្បោអត់មានអីទេស្បោអត់មានទេបងគឺស្អាតអត់មានស្នាមជើងធំទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បោកមកឲ្យទៅខាងក្នុងមានស្នាមអីមានស្នាមបោកជើងធំពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំអត់គាត់ញ៉ាំគាត់គាត់ចោលអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់ថាចិត្តរបស់គាត់នោះគឺត្រង់ព្រះអញ្ចឹងគឺព្រះគាត់ដឹងគឺព្រះគាត់ដឹងថារបស់នេះគេស្អាតទេអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់គឺយកផលសម្រាប់យើងរបស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យយើង
sđai awai dai mien thua yeung sa mo ta ba no ba yeung nyam thua yeung sa mo ba ko chi thua yeung ni sa mo hai chen ning yeung to khnie trai tae chi chen pi robos ti bo chi yeung trai tae chi chen yang pat ba ko kon pre su kri chom ti yeung mueng khong prea ka pi su phi sat chmuoy khnie chpok 25 ko 6 prea ka pi su phi sat chpok 25 ko 6ព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ25ខ16មែនទូនព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ25ខ16តើឯងរកបានឃ្មុំឬអីចូលបរិភោគតែល្មមសំគូចុះក្រែងបរិភោគឆ្អែតទៅនឹងអូចាញ់មកវិញមែនចឹងហើយខ្ញុំចង់មើលថាម៉េចចង់មើលថាទៅទៅឃ្មុំចឹងយើងឡើងថាទៅទៅមកឃ្មុំវារយរបស់ឲ្យឆ្ងាញ់យល់ទេរបស់ឆ្ងាញ់ចឹងចង់ប្រាប់យើងថាម៉េចថាពេលយើងបរិភោគអាហារពេលជុំគ្នារបស់ហ្នឹងយល់ទេជុំគ្នារបស់ចឹងញ៉ាំទៅលើចឹងមានអាហារមានអាហារខ្លះឆ្ងាញ់ខ្លាំងអាហារខ្លះអត់សូវឆ្ងាញ់ចឹងគឺយើងបងប្អូនកុំឲ្យយើងមិនសៅហ្មងព្រោះតែអាហារនោះដែរយល់មែនថាចឹងគឺខ្លួនយើងក៏ចង់ប្រាប់យើងថាមានខ្លះចឹងគាត់ទៅពេលជាអាហារដែលឆ្ងាញ់គាត់ញ៉ាំតែហ្នឹងញ៉ាំអត់លីដល់ពេលដែលអត់ឆ្ងាញ់អត់ញ៉ាំអញ្ចឹងគឺមិនធម្មតាដល់យើងនៅរបស់គ្នាប្រកបជាគេមើលមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបើឯងបានរកបានឃុំហៅបានឃុំហៅឬចូលបរិភោគតែល្មើគូសង់ចុះក្រែងបរិភោគឆ្អែតទៅនឹងអូចាញ់មកវិញអញ្ចឹងគឺមិនគឺកុំឲ្យយើងគឺកុំឲ្យយើងចង់បានតែអរុជាតិណាអរ៣នៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្មៀតច្បាប់និយាយថាកុំឲ្យយើងភ្នែកវាសម្លឹងទៅចង់បានតែអរុជាតិមកគឺនឹងបើដាក់កបិតនឹងកំពង់កគឺជាប្រសាជាតិអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យយើងព្រោះឲ្យស្ដៅមកប្រសាតែព្រោះតែអាហារនៅនោះអញ្ចឹងយើងទៅតែជីកចេញអរ៣ដែលធ្វើយើងមកគ្នាហ្នឹងណាយើងបត់ពុកដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលគេយើងឲ្យអរ៣ដែរព្រះទ្រង់សុខតែអញ្ចឹងមកយើងមើលមួយគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរកូរ៉ិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ8ខ8ព្រះគម្ពីរកូរ៉ិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ8ខ13ព្រះគម្ពីរកូរ៉ិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ8ខ13ខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរកូរ៉ិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ8ខ13ហេតុដូច្នេះបើសិនជាចំណែកអាហារអ្វីនាំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំជំពប់ដួលនោះខ្ញុំមិនប្រើទទួលទានចំណីអាហារនោះជាដរាបទៅក្រែងបងប្អូនខ្ញុំជំពប់ដួលមែនអញ្ចឹងខ្ញុំគឺបានប្រាប់ថាអាហារណាដែលបរិភោគទៅនាំឲ្យបងប្អូនណាមួយដែលជំពប់ដួលឃើញទេអញ្ចឹងគឺដែលធ្វើឲ្យយើងដែលធ្វើឲ្យយើងសាមគ្គីអាហារណាដែលយើងបរិភោគទៅធ្វើយើងរបស់គ្នាសាមគ្គីអញ្ចឹងយើងរបស់គ្នាត្រូវតែជិះចេញគ្រប់អ្វីទាំងអស់ចឹងយើងត្រូវតែជីកចេញយ៉ាងពិតប្រាកដហើយសូមមើលមកគឺអ្វីក៏ដោយដែលមិនសរសើរដល់ការដែលមិនផ្្វាយស្រីអរព្រះដែលមិនសរសើរដល់ការអរព្រះចឹងយើងបងប្អូនត្រូវតែជីកយាមជីកចេញពីការទាំងនោះចឹងយើងត្រូវតែជីកយាមធ្វើអ្វីមួយដែលព្រះទ្រង់គឺសុខហើយតែអ្វីតែព្រះទ្រង់មិនមែនយើងធ្វើទៅរបស់នោះគឺផ្ដល់ទៅដល់ចម្រើនដល់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងនឹងអាចជួយសង្គ្រោះដល់ប្រលើវិញ្ញាណរបស់យើងបងប្អូនបានចឹងយើងត្រូវតែមានធ្វើអ្វីដែលព្រះទ្រង់គឺសក់ហើយអ្វីដែលព្រះមិនត្រកហើយគឺយើងរបស់គ្នាត្រូវតែជិះចាញ់ពីការព្រះនោះគឺយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណទ្រង់បានដឹកនាំយើងរបស់គ្នាជិះចាញ់ពីគ្រប់ទាំងកាយអាក្រក់ទាំងអស់ចឹងយើងនឹងថាយើងរស់ថ្ងៃរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមចឹងគឺមានសេចក្តីល្បងគ្រប់បែបយ៉ាងអស់លោមលោមល្បងយើងគ្រប់ពេលវេលាចឹងគឺអរិយវាមានអបិកោវាច្រើនណាស់ចឹងហងពីហ្នឹងថាអបិកោវាគឺច្រើនដល់អំបងម៉ានចឹងគឺរួមរបស់គេគឺអបិកោនេះគឺច្រើនមែនទេដើម្បីអ្វីល្បងយើងលោមលោមយើងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងរបស់គ្នាចាក់ចេញពីស្រីជំនឿដើម្បីឲ្យយើងរបស់គ្នាអាចចេញព្រះគឺដើម្បីឲ្យយើងរបស់គ្នាត្រូវជាមួយនឹងវាទៅក្នុងបងភ្លើងចឹងយើងរបស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនត្រូវតែខំប្រឹងដើរតាមព្រះបន្ទូលព្រះគឺត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺយើងធ្វើទៅតាមព្រះតីព្រះកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយទៅតាមការសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមរបស់យើងសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកគឺជាការរបស់ក្នុងលោកីយ៍ចឹងមិនមែនមកពីព្រះទេចឹងរបស់មនុស្សក្នុងក្រោយ
ក៏ត្រូវពុករលួយក៏មកបាក់ដែរអញ្ចឹងយើងអស់គ្នាត្រូវតែនៅជួបនឹងព្រះសិគ្រីនឹងគ្រប់ពេលវេលាអរគុណដល់ព្រះសិគ្រីសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងរបស់អរគុណគ្នាបានដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងអរគុណព្រះសិគ្រីសូមថ្វាយស្រីដល់ព្រះអាមែនអញ្ចឹងយើងជឿយើងមានសារការព្រះវិធានរបស់លេខ339